Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Theo quý vị và các bạn, cục đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành trên toàn quốc vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới mới. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết từ năm 2013 đến nay, giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thay đổi, trong khi đó lạm phát liên tục tăng cao, tiền trượt giá, thậm chí lương cơ bản cũng được tăng nhiều lần. Việc này đã khiến các đơn vị đăng kiểm gặp khó khăn trong việc xoay sở chi phí hoạt động. Về vấn đề này, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đang tích cực triển khai việc lên phương án giá dịch vụ kiểm định mới để đề xuất với Bộ Tài chính. Quốc hội đưa vào điều chỉnh trong dự thảo luật giá sửa đổi đang được xin ý kiến hiện nay. Dự kiến trong kỳ họp Quốc hội tới, dự thảo luật giá sửa đổi sẽ được đưa ra Quốc hội xem xét thông qua. Nếu thuận lợi sẽ có giá dịch vụ kiểm định mới vào đầu năm sau. Cục đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng phương án giá mới cho dịch vụ kiểm định theo hướng tính giá ở từng công đoạn kiểm định, tùy theo thời gian thực hiện, chi phí thực hiện, khấu hao ngày công. Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Cục đường bộ Việt Nam tham mưu báo cáo Bộ Giao thông Vận tải Nhân rộng mô hình kiểm tra tải trọng xe tự động tại quốc lộ 5 áp dụng cho hệ thống đường bộ cao tốc, hệ thống quốc lộ và các trục đường có nhiều xe tải lưu thông để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép nhằm bảo vệ công trình đường bộ, giảm tai nạn giao thông, tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp vận tải đường bộ và giữa các phương thức vận tải. Việc lắp đặt hệ thống cân tự động sẽ giúp cho cơ quan quản lý kiểm soát 100% luật phương tiện độ chính xác cao, hạn chế lực lượng thi hành công vụ tiếp xúc trực tiếp với lái xe, hạn chế được tiêu cực và sẽ nâng cao ý thức của lái xe và chủ doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của các ngành chức năng có tới gần 90% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt thì quan trọng nhất là tăng cường các biện pháp phòng tai nạn tại các vị trí trên. Tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua tỉnh Thanh Hóa dài hơn 103 km với 149 điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ, trong đó có 70 đường ngang hợp pháp và 99 lối đi tự mở. Trong năm 2022, ngành đường sắt Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền các địa phương xóa bỏ được 6 lối đi tự mở, còn lại 79 lối đi tự mở sẽ được xóa bỏ hoàn toàn từ nay tới năm 2025. Trong những năm qua, tại các đường ngang đường sắt, đơn vị quản lý đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo giao thông tại các đường ngang như bố trí 39 điểm lắp đặt cần chắn radar tự động tại một số đường ngang có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, bố trí người cảnh giới tại 5 đường ngang qua đường sắt không có chắn xây dựng 11 đường gom đường sắt nhằm đóng chắn các lối đi tự bờ, đồng thời lắp đặt hệ thống biển báo gửi hạn chế tốc độ tại tất cả đường ngang. Bằng các giải pháp trên, tai nạn giao thông đường sắt trong những năm gần đây được giảm dần, người dân khi đi qua các điểm giao cắt khá an toàn. Trước đây là coi như là cái đoạn đường qua đường sắt này là rất chi là nhiều tai nạn. Từ khi coi như là có gác ghi đường sắt đến nay thì coi như là tai nạn không còn nữa mà đó hắn luôn bởi vì uh, có người gác ghi coi như là an toàn còn người ta nhắc nhở uh, những người dân uh, đi qua lại uh, trên đường coi như là cái đoạn đường này là không 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 còn bị tai nạn nữa làm tốt công tác tuyên truyền để người người dân phải nhận thức được làm sao là khi tham gia giao thông thì cái công tác an toàn là công tác đầu tiên và chính vì thế là khi chúng ta phải Việc đầu tiên là chúng ta phải chấp hành cái mệnh lệnh của người có chức năng nhiệm vụ hướng dẫn chứ không được tự ý vượt qua các cái hàng rào hoặc là tự ý mà chui qua cái bariera đã mở khi có tàu sắp đến và đặc biệt là không được lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Để đảm bảo an toàn giao thông tại điểm giao đường bộ và đường sắt, giải pháp quan trọng nhất là nhanh chóng xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, các địa phương cần phối hợp tốt với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt và phát sinh lối đi tự mở trái phép. Bên cạnh đó, những hành vi cố tình vi phạm các quy định khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt cần được xử lý nghiêm và thường xuyên. Chương mục an toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.